Hiện tại video này mình quay đang là vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Và giá Bitcoin của hiện tại đang là 50.350 đô, tương đương khoảng tầm là 1,1 tỷ đồng một Bitcoin. Và tình trạng cả màn hình bây giờ, các showroom Hà Nội Computer mặc dù chúng mình đã có rất nhiều chính sách, đó chính là bắt mua kèm cả màn hình với bộ máy cấu hình tương đương để có thể tránh tình trạng các nông dân mua cả. Nhưng hiện tại cả màn hình vẫn đang hết rất là nhiều, và con cạc tốt nhất các bạn có thể mua bây giờ ấy là 1650 Super. Và hiện tại đối với anh em nào mà chạy ra ngoài mua cạc của những ông đầu cơ ấy, thì khoảng tầm là 17 triệu 5 cho một con 2060 Super, và khoảng tầm 13 triệu cho một con 1660T. Và đấy là một cái mức giá mình nói thật là không chấp nhận được. Và vì vậy video này dành cho thời gian mà chúng ta đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các nông dân cấy coi, còn về sau như nào thì có lẽ video này không có chính xác nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là chúng ta nên mua cái gì để chơi game trong cái thời điểm mà giá cả nó bị loạn đến mức như thế này. Và với cái thời điểm mà anh em bỏ khoảng tầm giá hơn 40 triệu mới mua được một con 3080 ấy, thì tốt nhất bây giờ anh em nào có đồ ấy thì đem bán đi tốt hơn là mua một cái đợi thôi cả. Giá coi giảm một cái khác hơn là bây giờ đi mua một con cạc mới. Và vì vậy hiện tại bây giờ thực sự mình khuyên các bạn là nếu các bạn chưa cần thiết quá và các bạn đang gọi là có cần kinh tế một chút thì các bạn phải đợi, đừng mua máy tính bây giờ vội. Và em mua những cái như này đó chính là PS4 để chơi game. Còn các bạn làm việc ấy thì các bạn mua laptop được, tại vì laptop bây giờ cấu hình cũng khá là ngon, hoặc là máy đồng bộ nó vẫn có cái cấu hình khá là ngon so với giá của nó, thay vào việc các bạn mà bỏ ra một số tiền quá lớn để mua một con cạc màn hình. Thì hôm nay mình đến cho các bạn đó là một sản phẩm chỉ dành để chơi game mà có tuổi thọ của nó chắc khoảng tầm vài năm rồi, đó chính là chiếc PS4 Pro. Và đây là một cỗ máy chơi game 4K, và mình không nói mới cũ nhá, tại vì mới bây giờ anh em mua những cái combo bundle như này này khoảng tầm hơn 8 triệu anh em đi kèm hai game. Còn nếu anh em mua cũ thì nó cũng thấp hơn một chút, anh em là thích gọi là thử vận may và không quan tâm bảo hành cho lắm thì có thể mua cũ, còn thích mà bảo hành dài đầy đủ thì có thể mua mới. Con PS4 Pro này ra mắt được khoảng tầm vài năm rồi nên là mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về gọi là cấu hình bên trong nó nữa, nhưng mà nói chung ý, thì nó có một cái sức mạnh đồ họa của PS4 Pro này nó tương đương có 1060 60 GB, nhưng mà nó cho các bạn một cái khả năng đó chính là chơi game 4K. Thì nếu các bạn đang dùng 1060 60 GB thì mình đảm bảo là các bạn không thể chơi được trên PC các game 4K bây giờ. Các bạn chơi được Full HD thôi, cùng lắm là các bạn lên 2K và 4K là cực kỳ khác, cũng ngắc ngoải. Nhưng mà đối với PS4 Pro cũng như là các loại console khác thì họ lại dùng phương pháp đó là phương pháp checkerboard rendering. Tức là họ sẽ render hai frame ảnh với những cái điểm ảnh khác nhau và sau đó lồng lại thành một frame để thành độ phân giải 4K. Ví dụ như là những tựa game như là Detroit Become Human chẳng hạn, họ sẽ render ở độ phân giải khoảng tầm 2K checkerboard, tức là mặc định chỉ khoảng tầm 1600x900 thôi, và hợp lại thành một khung hình khoảng tầm là hơn 2K và sau đó là upscale lên 4K. Và phương pháp này thì nó rất phù hợp với những thẻ máy console, tại vì những chiếc PS4 Pro này cho các bạn chơi game 4K ở tốc độ khung hình là 30 frame một giây, và còn các bạn chơi Full HD khoảng tầm lên được khoảng tầm 60 frame một giây. Và ngoài ra các bạn có thể chơi được 4K 60 frame trên con PS4 Pro này, nhưng mà chỉ trên một vài game nhất định, game online như là Apex Legends thì chơi được 60 frame thôi. Và con PS4 Pro này, nó điểm mạnh của nó thứ nhất đó chính là các bạn cho các bạn cảm giác chơi game trên console thật sự. Bạn nào mà bạn chưa sở hữu console thì các bạn không thể biết được, nhưng mà khi đã mua một chiếc console như PS4 Pro này thì các bạn sẽ có một cảm giác ngồi tựa lưng trên một cái sofa trên các màn hình 50-55 inch, ngồi chơi game với tay cầm không dây rất là sướng. Nó phê rất nhiều so với các bạn ngồi gù lưng trên một cái ghế gaming gần mặt máy tính. Và với cái khoảng cách sử dụng của con PS4 Pro thì khá là xa, khoảng tầm vài mét từ cái sofa đến cái TV, nên là cái việc rendering bằng checkerboard nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng hình ảnh. Nhưng mà các bạn nếu mà dùng với màn hình 4K trên những con màn hình 27 inch hoặc là 32 inch 4K mà các bạn ngồi sát trên màn hình máy tính ý, thì có thể là nhìn nó sẽ hơi bị gọi là bị rỗ một chút, tại vì đây dù gì nó chỉ là upscale và checkerboard rendering thôi. Nhưng mà điểm mạnh dù sao của cái chiếc PS4 Pro này cũng là cho các bạn chơi game 4K, điều mà các bạn không thể làm được với những cỗ máy sử dụng những chiếc cạc như là 1650 hay là 1660 Super. Và các bạn nào đang có sẵn máy tính phải dùng luôn con tay cầm này để chơi game trên PC cũng được thoải mái, dùng DS4 Pro là DS4 là xong. Đấy thì hai điểm đầu tiên các bạn dùng đối với chiếc PS4 Pro này ngon là chơi game 4K trên màn hình to
ngồi rất là sướng, rất là phê. Và thứ hai đó chính là các bạn hay nghĩ là bây giờ game PS4 đắt trên store khoảng mới khoảng tầm 2-3 triệu một đĩa. Nhưng mà điểm mạnh của PS4 như mình đã nói trong các video ngày trước mình review Xbox Series X ấy, đó chính là các bạn không cần phải mua đĩa mới, chọn một đĩa cũ cũng được. Tại bây giờ ấy, một đĩa cũ ấy, những đĩa ấy, như là Horizon Zero Dawn này, hồi mới ra ấy, nó khoảng tầm là gần hơn 1 triệu, 1.2 triệu. Còn bây giờ mua cũ 250 đĩa và các bạn chơi thoải mái, thay vì các bạn đĩa cũ các bạn cần gì đâu. Và ví dụ mình game mình rất chơi rất gần đây là Borderlands 3 này, thì các bạn mua đĩa cũ khoảng tầm 550-600 một đĩa, so với giá mới khoảng tầm 1.3 triệu, cho các bạn trải nghiệm hoàn toàn thoải mái. Và các bạn chơi xong các bạn bán đi, các bạn lại lấy tiền đó các bạn mua một cái đĩa khác để các bạn chơi. Và đấy là cái điểm mạnh hiện tại rất tốt của PlayStation so với cả Xbox và cũng như là so với PS5 sắp ra mắt. Tại PS5 bây giờ chúng ta chưa có đĩa cũ và mua đĩa mới thực sự là khoảng tầm 1.5 triệu một đĩa cơ. Anh còn là mua về và muốn trải nghiệm sớm thì mua thôi, còn mình tiền mình dùng PS4 Pro cũng được. Thì nhưng mà anh em có vài cái như này, thì mẹ nói điểm mạnh của PS4 Pro đấy, hệ sinh thái đĩa rất là rẻ. Thứ hai đó chính là cái phần cảm giác chơi game rất là sướng. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà PS4 Pro không có điểm yếu. Thứ nhất đó chính là PS5 sắp ra mắt rồi. Hiện tại thì Sony đăng một cái bài Sony Việt Nam nhá, là các bạn có thể mua PS5 vào ngày khoảng tầm nửa cuối tháng 3 với giá 15 triệu đồng một chiếc PS5. Thì đấy là một mức giá rất hấp dẫn so với việc mà ngày trước mình đã phải unbox một con PS5 có giá là 28 triệu. Tức là các bạn giảm gần một nửa giá sau. Và đây là hàng chính hãng, các bạn có bảo hành rất là ngon. Nhưng mà nếu các bạn đợi được thì các bạn mua thôi. Còn nếu không thì các bạn có thể mua những con PS4 Pro này khoảng tầm hơn 8 triệu thôi. Tức là rẻ khoảng tầm gần một nửa mà các bạn vẫn được chơi game bây giờ, vẫn chơi thoải mái. Nhưng mà các game PS5 thì các bạn mua PS5 các bạn chưa có game để chơi, nên dù gì vẫn phải chơi game PS4 mà thôi. Và thứ hai đó chính là cái về vấn đề render của con PS4 Pro. Ta mình nói ấy, điểm mạnh nó là chơi được game 4K, nhưng điểm yếu nó là upscale 4K từ cái chiếc keyboard rendering. Nên là vì vậy thì các bạn sẽ, mình nói nhà nè, các bạn chơi trên màn hình máy tính ý, nếu bạn ngồi gần quá, các bạn mắt các bạn tinh, các bạn phải nhìn thấy những cái điểm rỗ trên hình ảnh của nó. Và thực sự thì PS4 hoặc là các console khác nhau sinh ra để cho các bạn ngồi các màn hình khoảng tầm 2-3 mét và ngồi trên màn hình TV. Điểm yếu thứ ba đó chính là do phần cứng của PS4 Pro. Mặc dù được tối ưu hóa rất tốt game, các bạn mua game về các bạn không phải chỉnh setting gì cả, nhưng mà dù gì đây cũng chỉ là một cỗ máy có sức mạnh hữu hạn, nên là các bạn chỉ chơi được game 4K ở 30-60 frame thôi. Và các bạn đã quen với các màn hình 144Hz ấy, thì các bạn không thể nào chơi được 144 frame trên con PS4 Pro này. Nó sẽ lock ở 30-60 tùy thuộc game các bạn chơi. Và cái thứ ba đó chính là các bạn muốn chơi online các bạn mất tiền, thì các bạn sẽ phải bỏ tiền ra mua một cái. Các bạn mua về các bạn mua game thì các bạn chơi offline thôi nhá. Các bạn muốn chơi cái, mình xem trên vỏ này có quảng cáo PSN không. Tức các bạn phải mua một cái dịch vụ là dịch vụ PlayStation Plus với giá khoảng tầm 200 nghìn một tháng để các bạn chơi online trên con PS4 Pro này, hoặc là PS5, hoặc là bất cứ một cái console nào của PlayStation khác. Tại vì anh em sẽ phải bỏ tiền ra để chơi trên server của Sony, mặc dù đã bỏ tiền ra mua máy, mua game, muốn chơi online cũng phải trả thêm tiền. Nên là thực sự con PS4 Pro này anh em dành cho anh em nhiều hơn cho anh em nào muốn chơi game offline. Còn muốn chơi online trên những game như là co-op như Borderlands 3 hay là Apex Legends hay là Call of Duty Warzone chẳng hạn, thì phải trả thêm một khoản phí không nhỏ không lớn. Đấy, có khoảng tầm 200 nghìn một tháng. Nhưng mà dù gì đối với mình ấy, ở cái thời điểm hiện tại, một cái mức giá Bitcoin lên quá cao đấy, đó chính là cái nhu cầu gọi là cầu vượt cung của cả màn hình, đặc biệt đến từ các cái nông dân cây trâu. Nên là hiện tại bây giờ để mua một con máy tính mới chơi game thì mình nghĩ là không hợp lý cho lắm. Và thay vào đó các bạn nên đầu tư những cái như là một con console này, các bạn mua tạm bây giờ các bạn chơi, sau đó là các bạn ra PS5 và giá cả xuống các bạn bán đi, các bạn lỗ khoảng tầm 1 triệu. Nhưng bù lại các bạn bán, các bạn sẽ đỡ hơn được với việc khoảng tầm bỏ ra gần gấp đôi số tiền để sở hữu một con cạc bây giờ. Thì các bạn nghĩ sao về chiếc console PS4 Pro này, nên mua bây giờ không, mua mới mua cũ tùy các bạn, hoặc là các bạn đợi đến PS5, hay là các bạn vẫn cắn răng đi mua những con cạc màn hình mới với giá cực kỳ đắt đỏ trên trời cắt cổ, thì các em cho mình biết trong phần comment nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào, hẹn lại các bạn, bây giờ mình lại về nhà chơi đây, bye.